Hello hello, xin chào tất cả và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và như vậy là một cái Tết đã sóng xuôi rồi. Thì không biết các bạn có những ngày Tết vừa qua thì như thế nào. Còn bắt đầu với công việc mới, một năm mới thì mình đầu tiên xin chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe. Và các bạn ơi, đừng quên rằng nếu các bạn có nhu cầu mua nick hoặc là có ai mua nick thì giới thiệu đến shop mơ sướng của Trương Trinh khuyến mại đầu năm Tết rất là tuyệt vời. Vẫn cứ tiếp tục là giảm 3-40% khi các bạn mua nick nhá. Và mình khuyên các bạn nếu các bạn mua thì các bạn vào nick Ác Liên Quân thông tin trắng này này. Các bạn sẽ được giảm giá 3-40% khi mua qua ATM hoặc là mua qua thẻ các bạn nhá. Giảm giá rất là mạnh. Đấy. Chẳng hạn như những nick thì sẽ được giảm giá mạnh ở đây luôn. Đấy. Các bạn đừng quên vào đây tham khảo đã số toàn nick VIP và Ngọc 90 các bạn nhé. Chẳng hạn cái nick 82 tướng này, 100 skin này, Ngọc 90 này, giá gốc của nó là 2.6 triệu, giảm giá thẻ là còn 2.3 triệu, giảm giá ATM còn 2.1 triệu. Những cái này các bạn mua thì Lao sẽ bán 2 triệu nhá. Đấy, thì nói chung nó nick nó rất là VIP và cực kỳ ngon các bạn nhá. Các bạn vào tham khảo nick ở shop mơ sướng nhá. Còn đầu năm mới thì Lao xin dành tặng các bạn một trận đấu cực kỳ hay với mảnh bù lêu các bạn nhá. Và mời các bạn hãy đón xem clip của Lao. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay là ngày mùng 7 Tết thì Lao xin dành tặng các bạn một clip cực kỳ hay luôn. Đó chính là rất nhiều người hỏi anh ơi, thường thì em lên ngủ không, em lên những cái build chỉ màng thì sao nó lại không đá chỉ màng ở đâu game, mặc dù em lên ngọc chỉ màng và ấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho ra mắt một bộ gọi là một bộ build gọi là chống nhân phẩm. Ví dụ bạn nào mà như mình ấy, kiểu cảm giác đén vai chày, không khi nào cảm giác đập chỉ màng đâu game ra được. Thì ngày hôm nay Lao sẽ hướng dẫn các bạn một cách một build đô, đó chính là chúng ta sẽ lên full đô. Nói chung nó nôm na hơi nhân hóa một chút, đó là full đô ở giai đoạn đầu game nhá. Các bạn có thể thấy là Lao vừa đập chỉ màng rất là ác, tại vì sao lại vậy ạ? Bởi vì 14 phút 51 giây Lao đã lên được cho mình full đô với 4 cái găng tay các bạn nhá. Một cái đi đô rừng, 4 cái găng tay. Thì mỗi găng tay tương đương với 12% tỷ lệ chỉ màng, cộng thêm 7% tỷ lệ chỉ màng, cộng thêm mười mấy phần trăm tỷ lệ chỉ màng sẵn có ngộ không. Thì hiện tại ở giây phút thứ 5 này Lao đã sở hữu cho mình gần 70% tỷ lệ chỉ màng các bạn nhé. Thì chắc chắn rằng bạn nào mà nhân phẩm kém đến đâu đi chăng nữa thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ đã chỉ màng thôi. Chẳng lẽ các bạn lại đến mức độ mà 70% chỉ màng đâu game mà các bạn quật không ra. Ngủ khống cuối game, late game nó chỉ đạt tầm 7-80% tỷ lệ chỉ màng thôi. Cho nên đầu game chúng ta sở hữu được cái lượng tỷ lệ chỉ màng late game thôi. Thì cái lượng đám của nó cực kỳ đột biến. Tại vì sao như bạn nói lên build này yếu? Sai. Ngủ khống là một vị tướng phụ thuộc vào sát thương tỷ lệ chỉ màng rất là nhiều. Đấy các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? 2 chỉ màng, 3 chỉ màng đấy. Phút thứ 5 mà đập 3 phát ra 3 chỉ màng thì các bạn nói thật nhân phẩm các bạn kẻ đến đâu thì các bạn hãy lên cho Lao build này. Đầu tiên Lao sẽ hướng dần, đầu tiên đó là bằng ngọc. Chắc chắn các bạn chơi ngủ khống các bạn đều sẽ phải lên cho Lao là bằng ngọc 36% sát thương tỷ lệ chỉ màng nhá. Và một chút nữa đó chính là 7% tỷ lệ chỉ màng các bạn nhé. Cân nhắc cho Lao hai cái đó khác nhau. Ngủ khống chúng ta sẽ sở hữu sát thương chỉ màng nhiều hơn thay vì là tỷ lệ chỉ màng ở trong bằng ngọc. Còn ở trong bao game chúng ta sẽ lên build đô. Đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình cái nỏ gọi là cái đồ rừng 250 vàng ấy. Rồi bắt đầu từ đó trừ đi chúng ta sẽ lên cho Lao 4 cái găng tay tương đương với 12% tỷ lệ chỉ màng. Và khi lên được 4 cái găng tay rồi thì chúng ta sẽ lên một nửa cái đồ rừng. Và tiếp theo chúng ta sẽ lên cái Ui rồi các bạn thấy chưa ạ? Đập một phát nào chỉ màng phát đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ lên cái thành kiếm là build đầu tiên nhá. Đấy. Và ui thằng này nó nè hay thế. 4 cái găng tay đấy thì để chúng ta sử dụng lên cho thành kiếm là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là cái sóng đá bảo táp các bạn nhé. Ngộ khống rất cần hai build đấy, hầu như đó là build trần phái. Có một build chuẩn chỉ của ngộ khống đó chính là thành kiếm, sóng đá bảo táp, tiếp theo đó chính là thương xuyên phá và phức hợp kiếm các bạn nhé. Đó là gọi là 4 hay 5 build trần phái của ngộ khống. Còn dây thì các bạn thích lên dây gì cũng được, nó sẽ không quan trọng đâu. Những ngày game này Lao sẽ lên dây kiến cương nhá. Thằng ná này, đấy, một. Ui các bạn thấy chưa, đập nó đã chỉ màng như thế. Và cái build đồ này thì các bạn chỉ mất tầm 5 phút ở đầu game. Các bạn sở hữu cho mình cái lượng chỉ màng rất ác rồi. Các bạn đều biết 5 phút để các bạn lấy một món đồ lớn rất là khó, hầu như là không có. 5 phút, 4 phút đi. Game này 4 phút Lao lên được một build đồ lớn đi rừng nó rất là khó. Trừ khi các bạn chỉ lên được cho mình khoảng sao đây. Phải để chạy rồi đó. Trừ khi các bạn nhé, các bạn lên được cái đáo truy hôn xong các bạn lên được một tí cái thành kiếm nữa thôi. Các bạn không thể lên thành kiếm được đâu game. Nhưng
chúng ta lên video này chúng ta sẽ sở hữu được cái tỷ lệ dí mạng rất lớn và có lượng đám rất lớn các bạn nhé. Nếu mà ngủ không các bạn biết rồi, chơi không có chí mạng thì coi như là một vị tướng bỏ đi. Nó mạnh đến từ nội tài bá chiếu thức của nó đập chí mạng rất mạnh, nên chúng ta sẽ vận dụng vào điểm yếu điểm mạnh đấy. Còn cách chơi ngủ khống như thế nào thì mình sẽ không đề cập nhiều trong clip này. Còn clip này thì mình sẽ đề cập đến nhân phẩm và may mắn của mình. Ui và này chạy đi đâu, chạy đi đâu ạ? Rồi ôi không để được rồi các bạn ạ. À, đập được này, chưa ba này. Ui rồi hai phát chỉ mạng, đập tiếp chỉ mạng này các bạn, các bạn xem chỉ mạng nhá. Đấy, ui ui rồi chỉ mạng kìa, lao hầu như đập combo chưa trật chỉ mạng một phát nào các bạn ạ. Nhờ vào buildo này, và các bạn đều biết rồi, Lao sẽ xin nhắc lại một chút về buildo cho các bạn nào chưa biết này. Đầu tiên chúng ta sẽ lên được một cái món đồ rừng đi farm 250 vàng. Tiếp theo chúng ta sẽ lên bốn cái găng tay các bạn nhé. Ui rồi đập kìa. Chúng ta sẽ lên bốn cái găng tay nhé. Găng tay là hình như là 450 vàng một cái. Thì tương đương rằng là farm ta tương tâm 450 vàng đấy. Thì tương đương là 12% chỉ mạng một cái. Lên bốn cái xong chúng ta sẽ lên cái dây. Khi chúng ta lên đầy đủ bốn cái rồi thì ưu tiên đầu tiên đó chính là ôi thằng nạ ôi chỉ mạng kìa. Thì chúng ta sẽ lên cho mình một nửa cái đô rừng trước nhá. Mình sẽ lên từ từ này, một nửa đô rừng trước. Xong khi lên một nửa đô rừng trước, chúng ta sẽ ưu tiên cái thành kiếm đầu tiên. Khi có thành kiếm, chúng ta sẽ ưu tiên từ từ là xong đá bò táp nhá. Chúng ta sẽ ưu tiên cái phức hợp kiếm. Đấy, thử từ đô như thế này cho Lao đi. Các bạn phải nghe cái đoạn này thật kỳ để các bạn chơi thật tốt. Mình sẽ lên cái phức hợp kiếm xong thì ưu tiên thứ ba đó chính là cái sóng đá bảo táp hoàn thành. Khi lên sóng đá bảo táp thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, đó chính là cái nánh pha nia và cái thương xuyên phá. Thì thương xuyên phá nếu mà team địch có tánh giống như cái là phân liếc các thứ, ui giỏi ơi, hoặc là những cái vị tướng tánh thuần thì chúng ta sẽ lấy cái thương xuyên phá hoặc là Maramusa. Còn mà team địch sở hữu cho mình những cái vị tướng pháp sư hoặc vị tướng xa thủ yếu thì mình khuyên các bạn hãy lấy cho mình đánh pha nia. Những cái trận đầu này thì Lao sẽ chọn cái thương xuyên phá các bạn nhé. Và bây giờ trở đi thì chắc chắn đó, sở hữu trên 70% tỷ lệ chỉ mạng thì chắc chắn mình nổ một phát nào nó ra chỉ mạng phát đấy. Và cái lượng đám của mình hiện tại bây giờ là hình như là 4.000 mấy máu, và thậm chí là tí nữa mình lên sóng thì nó sẽ đạt được tầm 5.000 đến 6.000 chỉ mạng. Đấy các bạn này, mình sẽ bắt thằng Na nhá. Các bạn xem chỉ mạng của nhân phẩm như nào này. Đây, một phát chữa bá, hai phát rồi nổ đấy. Một phát xịt các bạn nhé, nhưng một combo chắc chắn sẽ nằm một người rồi. Và đây là buildo và bằng ngọc mà mình muốn truyền đạt cho tất cả các bạn, những bạn nào nhân phẩm tốt. Và hầu như tất cả những người chơi ngủ khống hiện tại bây giờ người ta đều dùng cái mèo lên đô này. Đấy là mèo lên đô các bạn nhé, một cái mèo rất là tốt dành cho ngủ khống ở đâu game. Đây cái phá này các bạn này, mình sẽ đập ui rồi nó đập, ui rồi nó mạnh như thế này chứ gì ạ. Rồi, và mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhá. Và một chút các bạn nào còn xem clip này có thể để lại cho Lao một nút comment. Hoặc là nếu bạn nào có nhu cầu mua nick thì hãy vào shop mersun.vn ủng hộ cho mình một cái nhá. Còn bây giờ thì clip dừng ở đây rồi. Và hẹn gặp các bạn vào clip sau nhá. Hãy để lại cho mình một ý kiến ở phía dưới comment nhá. Và bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây. Và tất cả các bạn ơi, mà yêu, bye bye.